3 bước quan trọng mẹ bầu phải chuẩn bị thật kỹ trước khi sinh mổ. Sinh mổ có thể được ví như một cuộc đại phẫu thuật, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ, mà còn là bước khởi đầu cho tương lai lâu dài của bé. Để chuẩn bị cho một ca sinh thành công, bạn không chỉ cần chuẩn bị tâm lý, tài chính mà còn cần tìm đến một địa chỉ tin cậy. Việc chuẩn bị trước khi sinh mổ kỹ lưỡng sẽ giúp mẹ bầu không bị bỏ sót những thứ quan trọng. Vì vậy hãy cùng Chuyện Mang Thai xem trước khi đi đẻ, bà bầu cần chuẩn bị những gì nhé. Một, chuẩn bị trước khi sinh mổ. Các mẹ sinh mổ thường trải qua những điều sau. Thứ nhất, các mẹ không nên ăn gì trong 8 tiếng. Trước khi lên bàn mổ, mẹ bầu nên hạn chế ăn bất cứ thứ gì trước khi lên bàn mổ. Sở dĩ như vậy bởi vì trước khi mổ mẹ thường phải gây mê hoặc gây tê. Việc ăn uống sẽ khiến có nguy cơ gây tai biến, trào ngược thức ăn vào từ dạ dày, vào phổi gây đột tử cho mẹ do viêm phổi hay xẹp phổi. Thứ hai là cạo lông vùng bá giác mật. Điều này thường được bệnh viện tiến hành trước khi cho mẹ vào phòng mổ. Thứ ba, cảm giác lạnh run sau khi phẫu thuật lấy em bé ra. Mẹ sẽ được chuyển về phòng hậu phẫu và có cảm giác lạnh, run lên một phần là do mẹ bị mất sức sau phẫu thuật, một phần là do phòng hậu phẫu thuật khá lạnh. Tiếp đến là cơn đau sau sinh. Thời gian sau khi phẫu thuật, các mẹ sẽ rất đau đớn vì vết mổ. Vì vậy mấy ngày đầu, các bác sĩ sẽ tiêm thuốc giảm đau cho các mẹ. Ngoài việc phải chịu đau nhức do những mũi khâu, vết mổ lại với nhau, sản phụ còn phải trải qua những cơn đau đớn của chuột rút sau khi sinh. 4. Có thể bị rối loạn đường ruột thời gian sau khi sinh. Sản phụ thường bị rối loạn đường ruột, khiến bạn đi vệ sinh khó khăn. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và mất nhiều sức lực. Để cải thiện vấn đề này, bạn nên ăn thật nhiều rau xanh và hoa quả. Nước ép là biện pháp khắc phục táo bón, hiệu quả rất tốt. 5. Cảm giác đau đớn ở vết mổ khác với các mẹ sinh thường. Các mẹ sinh mổ phải chuẩn bị tâm lý để chịu đau sau giải phẫu. Ngược lại với các mẹ sinh thường phải chịu cơn đau đẻ. Nhưng sau khi em bé ra đời, sẽ không còn cảm giác đau đớn. Các mẹ sinh mổ phải đau vết thương ít nhất 1 tuần. Trong thời gian đó mẹ sẽ dần hồi phục sức khỏe và mới bắt đầu có sữa nhiều cho con bú trong thời gian này. Bạn sẽ không tránh được những mệt mỏi, đau đớn của vết thương, nên cần sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Cuối cùng là sữa sẽ về chậm. Thông thường việc dùng thuốc gây mê và kháng sinh, thuốc giảm đau sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình sản xuất sữa của mẹ. Các mẹ sinh mổ sẽ phải chờ vài ngày mới thấy sữa về. Tuy nhiên nếu cho con bú thường xuyên và áp dụng đúng các biện pháp để kích thích tiết sữa, thì mẹ vẫn thoải mái cho con bú, hệt như các mẹ sinh thường bị những gì. Các mẹ sinh thường hay sinh mổ thông thường đều phải chuẩn bị đồ cho mẹ và con như nhau. Tuy nhiên, với những người sinh mổ phải ở lại bệnh viện lâu hơn, 5 đến 7 ngày. Vì vậy đồ đạc chuẩn bị cần nhiều hơn và cẩn thận hơn. Khi đã nhận quyết định sinh mổ, do hẹp khung chậu, thai già tháng hay do bé nằm môi ngược hoặc các lý do khác, mẹ bầu cần nhớ mang theo trong hành lý đi sinh của mình những thứ sau. Bộ quần áo dài dành cho ngày ra viện, vì trong thời gian ở viện, các mẹ thường mặc quần áo ở bệnh viện. Tất vở 3 đến 5 đôi. Bông còn dùng để nhét tai. Đôi dép đi trong nhà. Quần lót tiện lợi. Băng vệ sinh lại dành riêng cho sản phụ, để dùng cho những ngày đầu sản dịch ra nhiều. Đồ vệ sinh cá nhân cho mẹ và người nhà. Đồ dùng sơ sinh cho bé. Điều quan trọng thứ 3 là chuẩn bị viện phí. Trước thời gian dự kiến sinh nở, các cặp đôi nên thống nhất sẽ sinh ở viện nào để dự trù kinh phí. Kinh phí đi đẻ sẽ khác nhau tại các bệnh viện và tùy từng trường hợp cụ thể. Nếu sinh thường, các mẹ nên chuẩn bị từ 3 đến 5 triệu đồng. Sinh mổ 5 đến 10 triệu đồng. Đó là mức chi phí thấp nhất mà mỗi sản phụ sẽ phải chuẩn bị cho một lần sinh con. Trong trường hợp bạn có bảo hiểm thì tiền viện phí sẽ được giảm đi. Tuy nhiên mức chi trả của bảo hiểm còn phụ thuộc vào từng bệnh viện có áp dụng thẻ bảo hiểm y tế của bạn nữa chi phí nằm viện. Sau khi sinh bạn sẽ nằm lại bệnh viện khoảng 2 đến 3 ngày. Nếu đẻ mổ có thể sẽ là 5 đến 7 ngày. Chi phí nằm viện phụ thuộc vào việc bạn chọn phòng thường hay phòng dịch vụ. Nó cũng có thể lên đến vài 3 triệu trong một ngày. Đối với các phòng VIP chất lượng cao, các chi phí phát sinh khác ngoài ra có một khoản chi khá khá cho việc bổ sung dinh dưỡng trong thời gian ở viện sinh con. Đó là những chi phí mua cơm, cháo nước sôi và một số đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé sau sinh.
Mẹ nhớ chuẩn bị kỹ trước khi sinh mổ nhé. Các bước chuẩn bị kỹ trước khi sinh mổ không chỉ giúp mẹ bầu an tâm mà còn đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Hy vọng thông qua video này, bạn đã hiểu rõ hơn về những bước cần thiết và quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho sinh mổ. Hãy chia sẻ video này để lan tỏa thông điệp về sức khỏe mẹ và bé đến với mọi người. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn có một kỳ sinh mổ suôn sẻ và an lành.